Y Hoa ơi, hôm nay trở về bạn có được bố mẹ đưa đi chờ để mua sách vở ngày mai xuống trường không? Ôi, đúng rồi, mình cũng chưa mua được sách vở. Ôi, đúng rồi, mình cũng chưa mua được sách vở. Y Hoa đi chưa? Để mình gặp bảo vệ bố mẹ là nhé. Bố mẹ ơi, hôm nay bên chờ, bố mẹ mua sách vở nhé. Ngày mai cũng được rồi. Ta thì cũng đấy. Hôm nay trở viên, còn đưa con đi sang Bình Đô để mai con trùng trường mà học. Thôi em con vào đi, phải đứng ra đi chờ mất. Thôi đi đi ơi, không cần phải đuổi mọi người đâu. Đuổi bố mẹ của mình nữa nào đi. Không đâu bố. Mệt mỏi. Không đâu bố. Nhưng khi mà đã đi xe máy là phải được một bảo hiểm người an toàn chứ. Mọi hôm đi sinh hoạt hè tại ủy ban xã, các anh chị cán bộ cũng đã nói như vậy đấy ạ. À. Nếu không là vi phạm pháp luật đấy. Không cần phải đuổi đâu. Đến mà lên xe. Thôi nhanh lên thế này. Tư vào nắng này, trở lên tắt lên Trần về lại khỏi trường. Anh Ba Rê ơi, anh đã làm chuyện rượu không? Hôm nay trường biết, vừa đây em chuyện rượu cho vui. Thôi hai mẹ con đừng vào trường mà sắm đồ đi. Để mình cũng gặp, bạn nào dưới nhất. Dạ. Mình đã ok. Anh quê ơi, quê. Dạ. Anh Ba Rê thì gia đình thế nào, quê cả chứ anh? Quê, gia đình quê cả. Cảm ơn người đã được cảm ơn nha. Cảm ơn nha. À, lỗi bì. Thì quán có bảo bây giờ cho anh em có ai mừng chứ? Thì rồi rồi đi. Thôi, cần một số 20 đô là nhà em của Bình Tóc này, cô đô, gửi theo bộ giải xuôi đi. Và tôi là Tóc, cũng như thế, hôm nay là ra đông cửa thì đi ra nghỉ anh, qua đây nhá. Vâng, cũng tiện đi nghỉ nhá. Chưa, anh chưa thấy đâu. Anh để CV được không? Anh về được. Rồi, về. Về nhờ em về nhá. Ở trên này anh thích toán trả đâu. Anh nhờ ông này thích toán đâu, em trả đâu đâu. Rồi nè. Một con bé sai rồi là chúng ta về thôi. Đồ đạc nhiều quá mặt cần nắng rồi. Sấy à? Sấy đâu mà sấy? Tao chưa sấy mà. Đánh về được quá. Thôi, đi qua đâu? Thôi, hai mẹ con cái bố ra để xem bố em. Thôi, lên đi đây. Lên theo bố em đây. Mày, chết thương bố quá đấy. Tao chưa sai mà, tao còn về được mà. Tao để cho mày mai chơi. Bố con của tao về thì họ cười chứ chết. Con phải nằm rồi mình ạ. À. Để tôi chờ mình và con về cho an toàn. Thôi, nhanh lên thế, ok. Rồi, đây. Con được không?
là sao? Còn đau lòng không? Đau lòng đấy. Sao mày anh Minh nghe mày lòng làm gì ở thế này? Mày còn điều khiển xe nữa à? Mày còn không đủ bảo hiểm nữa. Như vậy là anh đã vi phạm luật an toàn giao thông rồi đấy, anh có biết không? Đối với hành vi vi phạm của anh, được anh hôm nay điều khiển xe thì là anh vi phạm ba lỗi chính như sau. Thứ nhất là lỗi được quyết định tại điều 6 nghị định 46 ngày 20/6/2016 của Chính phủ quyết định về xử phạt hành chính trong luật giao thông đường sắt và đường bộ với hành vi của anh như sau. Lỗi thứ nhất đó là điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, mặc dù hai người đằng sau có đội mũ bảo hiểm nhưng không cánh bay đúng quy định, bị phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng, trừ trường hợp là chở người đi cấp cứu, chở người trẻ em dưới 6 tuổi và áp giải người vi phạm pháp luật. Lỗi thứ hai của anh đó là đã uống rượu bia và còn điều khiển xe nếu nồng độ cồn trong lái từ 50 mg/100 ml máu đến 80 mg/100 ml máu hoặc trong 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở lại bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ngoài ra anh còn bị tước bằng lái xe đến 1 đến 2 tháng 1 đến 3 tháng đấy nếu nồng độ cồn của anh trong cơ thể tự vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít máu là bị phạt từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng và bị tước bằng lái xe 3 đến 5 tháng đấy. Lỗi thứ ba của anh đó là lỗi chở quá người. Anh đã chở quá hai người đằng sau là anh bị phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chở người đi cấp cứu áp giải người vi phạm pháp luật. Nếu chở quá ba người trở lên là anh vi phạm anh bị phạt từ 300 đến 400 nghìn đồng rồi đấy, anh có biết không? Không những thế, anh còn vi phạm đạo đức của người tham gia giao thông, đó là khi đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Tôi bị tươi, sai luôn, phải mấy con nhá. Anh bà Dê à, khi chúng ta đã tham gia giao thông, khi chúng ta đi ra đường tức là chúng ta đã tham gia giao thông, mà khi đã tham gia giao thông thì phải chấp hành luật an toàn giao thông, đó là đội mũ bảo hiểm, không chở người quá theo quy định, không uống rượu bia, không chạy quá tốc độ để bảo vệ mình. Bảo vệ mình chính là bảo vệ gia đình và bảo vệ xã hội. Tôi cái đáng lo ngại nhất ở đây không phải là các phạm nhân phạt ở trên mà là sức khỏe của chính bản thân mình. Chúc mà anh Dê nhanh chóng bình phục. Dạ, cũng chủ nha. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường hôm nay, đồng cảnh La Xá có vị trí quan trọng trong việc phát triển tình hình kinh tế chính trị xã hội của huyện Nha.